cái đêm thì tôi cũng xúc con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một bạn là đi tới tương lai, mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như mẹ Nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm, người ta có cha mà con có cha cũng tội lắm. Mà quê cô á là Đắk Lắk mà sao mà cô lại thích bạn trai ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà xa quá là. Dạ em chào em anh Quyền Linh ạ. Dạ và chị Hồng Vân và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngà Đào Nữ Hằng Nga, năm nay 30 tuổi, hiện em sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành nào? Dạ hiện nay em là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn viễn thông ạ. Em tên là gì? Hằng Nga. Dạ Hằng Nga. Chúng Hằng không? Nga hả? Dạ. Mời chú cụ giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn Hằng Nga. Em tên là Bòn Nhỏ, đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên kỹ thuật cho công ty bất động sản. Bòn Nhỏ hả? Dạ. Tên lạ vậy? Thì em xin giải thích là tại sao lại tên Bòn Nhỏ. Là vì ba em đi chiến dịch ở Campuchia. Tên Bòn, tiếng Campuchia có nghĩa là anh. Ba kỷ niệm chiến trường của mình nên đặt tên con là tên Bòn. Thì không những là có Bòn Nhỏ mà có cả Bòn Anh, Bòn Em và Bòn Mèo. Có Bòn Bon không? Bòn Bon. Bòn Bon chắc để nữa em cưới vợ về để em đặt con vợ con của em bị danh Bòn Bon cho nó chặn bộ sưu tập. Bạn nữ nè, chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga cho biết cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Hằng Nga coi nào. Dạ, điểm mạnh của em là thích tìm hiểu và học hỏi. Và nói chung là yêu thương gia đình. Trong cuộc sống nói chung là tự lập. Còn điểm yếu của em thì nhiều thứ thì em vẫn cố gắng học, nhưng vẫn còn nhiều thứ là cũng còn vụng về. Có nghĩa là em vẫn biết nấu ăn, nhưng mà có nghĩa là những cái thức ăn hàng ngày thôi. Nhưng còn những ví dụ như tỉ mỉ như là nấu ăn á, mà làm bánh thì em vẫn còn yếu kém. Chị đi cũng đâu biết làm bánh đâu. Dạ. Thôi nói tóm lại là mình biết nấu ăn là hay rồi. Chứ cái đó mình không có cho là điểm yếu của mình. Dạ. Nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ điểm mạnh của em thì là em là người siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nhậu nhẹt. Về điểm yếu của em á, thì là em do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm. Em có thích hát không Bòn Nhỏ? Dạ em thích hát lắm, em hát không hay nhưng mà em rất thích hát. Vậy hả? Dạ sung sung thôi. Sau đây thì em xin gửi đến bài hát là Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thiền ngại qua sông dòng hò mênh mông. Bằng lòng đi em giữa mái tranh nghèo, người quê chỉ có tâm lòng, với chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tiếng trôi riêu riêu, dòng sông nước chảy riêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi, rồi. Không hết ngang hết ngược vậy đó. Bên nhà nữ mình đáp lại liền. Trời ơi. Dạ em chào bên anh. Gái nhỏ dạ, xíu dễ thương, dễ thương dễ sợ luôn. Là Hằng Nga mà. Hằng Nga đúng luôn. Chào dạ, cưng, Bòn Nhỏ. Bòn Nhỏ, mình có mấy mối tình rồi Bòn Nhỏ? Ừ đúng rồi đó. Dạ mối Bòn Nhỏ. Em tổng cộng thì có 3 mối tình. Trời, tổng cộng luôn đó hả? Dạ, 2 mối tình thì chính thức và 1 mối tình là yêu đơn phương. Mối tình đầu tiên thì là kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ hai thì nửa năm. Còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi. Yêu lâu, đơn phương trong bao lâu? Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ. Trời ơi, đó coi. Em không nói là sao? Chi mà hy sinh cả tuổi xuân vậy trời. Tại vì
Tại vì em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa. Vậy là hai đứa là bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong thì... rồi em đơn phương người ta mà em sợ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Trời ơi, lên ông bạn thân Phương đừng nói đơn phương Phương nha. Để con suy nghĩ lại coi. Rồi, còn mình thì sao nè cưng? À, Nga, có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình ạ. Dạ, một mối tình là lúc đầu thì em yêu xa. Dạ, tại vì lúc đó em cũng đang ở Buôn Mê Thuột và anh đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng là cũng khoảng cách nên một năm bọn em chỉ gặp nhau, dành thời gian rất là ít. Và công việc của anh thì anh cũng nói lúc nào anh cũng bận hết. Thì em thấy một thời gian dài thì anh cũng kêu em là chờ anh, thì em cũng chờ. Trong 7 năm đó thì em cảm thấy tình cảm lần lần á. Mình thì vẫn là thương, đúng không? Dạ, nhạt đi rất là nhiều. Còn mối tình thứ hai thì hơn một năm và em cũng mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn, nhưng mà vì ảnh có những cái tật xấu mà không thể nào mà thay đổi được ạ. Như là ghen. Với cái hiện tại em mong muốn cái người yêu của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn người yêu của em á, thì thứ nhất là anh phải tôn trọng ở em và đặc biệt là gia đình mà như là mẹ của em. Tại vì nói chung là em thích một người con trai vừa có thể là có chí cầu tiến, nhưng mà đặc biệt là anh phải quan tâm về gia đình. Và cái thứ hai nữa là em mong muốn một người á, là không có những cái thú vui như là cờ bạc á. Như tứ đổ tường. Dạ đúng rồi. Rồi. Và thứ hai nữa là vô tâm. Và thứ ba nữa là giống như là thích như là chơi game hay là gì đó chị. Có những cái đam mê, dạ, mà đam mê ngoài mà vợ gọi, đúng không? Dạ, ngoài vợ. Rồi thì cái em có đòi hỏi ở tóc tai, rồi da dẻ, rồi chiều cao như thế nào không? Dạ, em thì thích một chàng trai thì trên 1m7. Nói chung da thì con trai thì có thể trắng hoặc là ngâm thì cũng không sao. Nhưng quan trọng là ảnh thì tính cách, ngoại hình phải ưa nhìn. Nói chung dễ nhìn và cảm thấy mình thân thiện á. Mà khi mà nhìn vào á, cảm thấy trong mình cảm giác được an toàn. Bây giờ nhà trai muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m50 trở lên. Cân nặng thì 45kg trở lên. Khuôn mặt thì nhìn nó phúc hậu một chút. Thì có thể thí dụ như là vuông vuông, tròn tròn hay gì đó. Về tính cách thì cô ấy sống giản dị. Cô ấy hòa đồng, vui vẻ, quan tâm mọi người, không rượu chè cờ bạc rồi thứ đổ tường đó là không có luôn á. Dạ đúng rồi. Nhỏ 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 tả phụ nữ anh thấy cũng khủng hoảng quá. Mặt vuông vuông còn còn vuông còn còn hả? Rồi tứ đổ tường. Hồi nãy giờ bên Hằng Nga bên đây nói về những cái yêu cầu về bạn nam á, thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy em có khoảng 60-70%. 60-70% phải không? Dạ. Rồi thôi, để chút xíu hai bạn tự gặp nhau ha. Hằng Nga bên kia là dễ thương lắm, không có những cái gì mà nãy em nói đâu. Dạ. Gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Dạ. Hôm nay em đi với ai vậy, bọn nhỏ? Dạ em đi với ba, mẹ, với anh trai. Chào chú, chào cô. Tôi cũng thay mặt gia đình bên ba của bọn nhỏ trước thì kính thưa ban tổ chức và quý anh chị lớn tuổi và bên cạnh các em, các cháu, thì trong đời tôi chỉ có mới thấy hôm nay là ngày vui nhất của tôi, đó là được Quyền Linh, rồi Hồng Vân đây mới làm là cái tạo điều kiện cho tôi chọn con dâu thứ tư đó. Nhưng mà qua trao đổi thì thấy em tôi hết sức là hài lòng. Thôi có những đổi lời cuối cùng kính chúc Quyền Linh với Hồng Vân và trong toàn bộ chị em trong khán phòng dồi dào sức khỏe và đón mừng chân đôi cặp hạnh phúc hôm nay dồi dào. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Rồi, em gái. Rồi, em, đi ra, em gái. Hằng Nga hôm nay đi. Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em và các bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Dạ. Rồi, chào cô. Thưa anh chú Quyền Linh và cô Hồng Vân, tôi tới đây là tôi cũng mê hẹn hò. Cái đêm thì tôi cũng xúc con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một bạn là đi tới tương lai. Mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như mẹ Nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm. Người ta có cha mà con có cha cũng tội lắm. Mà quê cô á là Đắk Lắk mà sao mà cô lại thích bạn trai ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà xa quá là chứ không phải là không. Dạ, nói vậy nè cô, hai cái hồ sơ đó
nó hợp về tính tình, hợp về yêu cầu, hợp này kia, còn cái những cái điều kiện địa lý á thì tụi con không thể nào mà có thể đáp ứng nhu cầu được. Bạn Hằng Nga này với bạn Bòn Nhỏ này đó, về tất cả những cái yêu cầu, về sở thích, về những cái điều không thích, tụi con ghép gần như là 70-80% là hợp lý nhau, tụi con mới ghép lại cô ạ. Khó tìm được hồ sơ mà ghép chung với tỉnh luôn. Nếu mà cùng tỉnh á, thì nó không hợp lý với những thứ kia. Thành ra là cô thông cảm. Bởi vì tìm một cái hồ sơ thế này tụi con phải mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà hai bạn đều đang ở Sài Gòn mà, hai bạn đều làm việc ở Sài Gòn mà, cái đó là cái quan trọng nhất. Với là tôi thích á, là một bạn trai á, là phải biết người lớn và thương vợ thương con, với lo ăn lo làm, thương yêu nhau thì tìm hiểu nhau thì do hai đứa, chứ còn cô thì chỉ có ý kiến từng đó thôi. Cảm ơn mẹ. Chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Hằng Nga xinh lắm đó, Bòn Nhỏ. Cố gắng lên nào, tấn công. Con quà. Dạ em chào anh ạ. Dạ em có món quà gửi anh ạ. Em cảm ơn anh. Sao con tặng xương rồng vậy Hằng Nga? Ý nghĩa của xương rồng thì nói chung là bên ngoài thì gai góc nhưng mà giàu tình cảm và sự trung thủy. Nên con cũng mong muốn tình cảm của con, tình yêu của con thì cũng như vậy ạ. Anh thì anh tặng em một quyển sách và một đặc sản của Bến Tre. Quyển sách thì nói là hãy sống cuộc đời như bạn muốn. Thông điệp anh gửi đến cho em là em hãy sống cuộc đời như em muốn, đừng sống theo sự muốn của người khác vậy đó. Rồi em cảm ơn anh. Hai người quay mặt đối diện trò chuyện với nhau đi. Mấy chục năm ta chưa gặp nhau đó. Thì em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng dễ thương ạ. Anh thấy em thì cũng dễ thương, dễ nhìn. Thì nếu mà hai đứa mình hợp nhau á, em tính là chừng nào thì mình đám cưới vậy đó. Dạ cái đó là theo sự tình cảm của hai người thôi ạ. Nếu mà cảm thấy hợp đủ hiểu nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Thì hiện tại bây giờ là em sống với mẹ hả? Rồi có đứa em nào không? Dạ không ạ, em là con một anh. Con một trong nhà luôn hả? Nếu mà ví dụ hai người tiến tới á, em có thể sống mực với mẹ em hay không? Anh thì dễ lắm, em muốn sống bên anh cũng được, mà muốn anh sống bên em cũng được nữa. Anh dễ lắm. Bên nào anh sống cũng được hết. Ở đâu có em là được. Ở đâu có em thì ở đó có anh. Cho em hỏi một xíu là em biết là anh có gia trưởng hay không ạ? Anh hả? Anh không gia trưởng. Anh anh có so đo tính toán phụ nữ không? Không, anh không so đo tính toán phụ nữ đâu. Phụ nữ là để yêu mà, chứ đâu phải để so đo tính toán phải không? Thì em cũng mong muốn là tại vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng. Tại vì cuộc sống thì cũng có những khó khăn này, hoặc là có những mâu thuẫn, thì theo anh á, thì lúc đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Thì mâu thuẫn thì đương nhiên là phải có. Giải quyết thì là anh với em ngồi lại bàn bạc, trao đổi với nhau, với tinh thần gọi là chia sẻ với nhau, chứ đó là cách giải quyết của anh. Không biết là em giải quyết sao, có cách giải quyết mới không? Thì nói chung là em cũng hỏi anh luôn là nếu trong anh có thường nóng tính hay không? Anh nguội tính lắm. Ai gặp anh cũng nói anh hiền á. Em không biết là anh có tôn trọng được sở thích của bạn gái hay không ạ? Cái đó thì quá tôn trọng rồi, tại vì chứ khi bạn gái thích những cái điều đó gì đó khác lạ với mình, đó là điều tốt thôi. Dạ ví dụ như là ăn mặc này kia là anh có kiểm soát hay không? Không, ăn mặc anh không kiểm soát. Ăn bạn làm sao, thứ nhất là cho nó gọn gàng sạch sẽ, rồi nó phù hợp với bản thân mình, với hoàn cảnh của mình là được. Anh có hay ghen không ạ? Anh hả? Nói chung là chỉ có chút xíu thôi, chứ không gọi là chút xíu là bao nhiêu anh, bao nhiêu phần trăm anh? Chút xíu là như là cái hành vi của người phụ nữ nó quá trớn đi. Thí dụ như là cô ấy là vợ mình nhưng mà cô ấy lại cặp cổ hay gì đó một chàng trai khác hay gì hôn gì, cái đó điều đó là mình nó quá mức với mình, là bắt buộc mình phải ghen, chứ không phải mình ghen cái vô lý nghe. Nói chung có ghen chút xíu, ý anh nói chút xíu là vậy. Có kiểm soát điện thoại rồi này cái nọ của bạn gái không? Không kiểm soát điện thoại đâu, tại vì điện thoại của em thì có công việc này kia, mình yêu nhau thì mình tin tưởng lẫn nhau. Tại vì em cũng quan trọng là sự tin tưởng á, kể đúng cả rồi, trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm. Nếu mà thật sự mà nếu mình không đủ tin tưởng lẫn nhau á, thì tốt nhất là mình nên nói thẳng. Lúc đầu thì em cũng thích con trai là nói ít và làm nhiều, chứ em cũng không thích hứa. Tại vì nếu mà hứa mà không làm được thì tốt nhất là mình không nên hứa điều gì cả. Rồi mình hát tặng nhau một đúng bài rồi, xong đó mình tiến hành bấm nút nào. Bước tới đi Bòn Nhỏ. Đó. Có nắm tay, truyền cảm xúc. Hai tay luôn. Hai tay luôn.
Từ lúc anh quen biết em, thế giới như đang ngừng lại. Cuộc đời này chỉ riêng mình em thôi. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Hát, hát. Bòn nhỏ. Dạ. Em hãy rút ruột, rút gan của mình ra, nói những cái gì đó, suy nghĩ về người đối diện đi. Anh thấy em là một cô gái dễ thương, có những cái tố chất mà anh đang cần tìm. Thì hôm nay mình đến với nhau á, cũng là một cái duyên. Thì em hãy trao cho anh một cơ hội, cũng như là em tự trao cho mình một cơ hội. Dạ, em suy nghĩ. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi được rồi, hai đứa về ghế đi. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Kiểm tra lại con tim một lần nữa. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Tim mình mách bảo thế nào mình làm như thế. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Lý do tại sao em không bấm? Dạ, nó như lúc đầu em đã nói là nói chung anh rất là tốt, nhưng mà trái tim em thực sự là chưa cảm thấy nhận được đó, sự rung động, nên em cũng chưa bấm. Như anh nên nói là mình phải theo tiếng nói của con tim đó, chứ không phải lên đây là bấm để cho là vui hay là kết bạn. Chính xác là như vậy. Dù sao thì cũng trân trọng những quyết định của các bạn. Mỗi người chúng ta sẽ tìm cho một nửa mảnh ghép của mình đúng với điều đó. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Dạ. Bạn Nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Chí Hùng, năm nay là 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng, hiện tại là công tác tại trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ, ở quận Thủ Đức ạ. À, tức là đang dạy Hùng hả? Dạy đó là niềm ước mơ của em. Hiện tại giờ em chỉ làm bên chuyên viên tuyển sinh của phòng công tác học sinh sinh viên thôi. À. Quê Hùng ở đâu? Dạ, quê em ở Sóc Trăng chị ơi. Sóc Trăng. Dạ. Người rồi. Dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa ha. Rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu em ở đâu nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh trai bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay hôm nay. Em tên là Dương Thảo Nguyên, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Nam Sài Gòn. Năm nay em 27 tuổi. Em hiện đang sống ở quận 4 và làm việc ở quận 8. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Long An. Quê ở Long An, dạ. Về quê Sóc Trăng. Miền Tây đó. Giảng viên là mình đang dạy... Dạ, em dạy bộ môn tiếng Anh. À, dạy môn tiếng Anh, trường gì? Nam dạ, Sài Gòn. Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn. À, rồi. Quận 8. À, dạy tiếng Anh ha. Bên đây là về xây dựng. Dạ. Một bên xây dựng, bên tiếng Anh. Em hỏi về câu tiếng Anh bên đây coi. Anh biết tiếng Anh không? How are you today? Fine, thank you, sit down please, and you? Cảm ơn anh Quyền Linh đã trả lời hỏi em ạ. À. Hỏi anh chứ quên. Rồi, Thảo Nguyên hả? Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của Thảo Nguyên là gì nè? Dạ, em ưu điểm là em rất vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Em có sự thấu hiểu và thông cảm cho những người xung quanh. em biết hát và em có thể nấu ăn, nhưng mà nấu không có được ngon dữ, nhưng mà em có thể nấu ăn. Còn khuyết điểm của em là em khá mít ướt. Dạ, rồi lâu lâu nhiều khi công việc em bị stress, cái em nhiều khi em hơi nóng tính. Dạ. Ủa, khá mít ướt mà nóng tính là sao? Dạ, em đáng lẽ mình nóng, em mít ướt là thí dụ như em coi một bộ phim mà nó cảm động quá, cái em hay khóc. Dạ. Rồi những lúc khóc vậy là ai dỗ mình? Dạ, chưa có ai thì tự khóc và tự dỗ, tự khóc tự nín luôn. Cái sở thích của em cũng giống anh đó, anh thường mà xem phim cảm động anh cũng khóc. Hả? Anh khóc vậy rồi ai dỗ em anh? Hai đứa mình cùng khóc. Trời ơi, chắc nước lụt hết quá. Mỗi lần coi bộ phim phải tốn cuồng giấy vệ sinh. Chắc cũng không đến nỗi gì đâu chị ơi. Nhưng mà rồi, đó là coi phim. Đi. Rồi để hai người cùng cười đi ha. Dạ, chắc được á. Rồi, sao nữa? Còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ không. Rồi bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Hùng. Em thì thật ra là do em tự lập từ nhỏ, do đó là em tự thú nhận em chắc là người đàn ông của gia đình á. Về việc nấu nướng, giặt đồ, rửa chén hay là lau nhà, quét nhà, tất tật em đều làm được hết. Đó. Bởi vì em suy nghĩ như thế này, người phụ nữ sinh ra thì đã khổ rồi, mang nặng, đẻ đau,
còn phải làm việc, và bên cạnh đó là còn phải là chăm sóc con cái. Thì em nghĩ rằng đối với người đàn ông thì mình nên chia sẻ một phần nào đối với người phụ nữ. Thì do đó là em luôn tự tin trong cái việc mà phụ giúp gia đình ạ. Rồi. Được, có suy nghĩ vậy rất tốt. Một em cũng thích mẫu đàn ông có suy nghĩ như vậy. Có khuyết điểm gì không em ha, Hùng ha? Khuyết điểm hả, thì thật ra em cũng cái tính hay quên. Mà cái quên này là cái mà nhức nhối em nhất luôn. Khi mà đi làm á, thì bước vô phòng, xong rồi ra cửa phòng, đóng chốt, khóa cửa lại. Thì thế là chìa khóa trong phòng em cũng không biết như thế nào. Mà cái trường hợp này cũng lặp lại nhiều lắm. Đó thì em cũng ráng cố gắng khắc phục. Giờ thì cũng hơi dần dần được rồi. Và cái khuyết điểm nữa là em sợ ma. Trời. Sợ rắn. Trời. Và em cũng sợ dơ nữa. Sợ gì? Sợ dơ á chị. Ở dơ á? À không, thật ra không phải là ở dơ. Sợ dơ ở đây là, thật ra em cũng là người nông dân, là người làm ruộng. Nhưng mà khi mà lên trên đây rồi em thấy khi mà trời mưa xuống á, cái nơi mà có bao ni lông nè, chai thủy tinh nè, chai nhựa mà lâu ngày đóng á, dơ thật là dơ, kêu em mà đặt chân xuống dưới là em không dám. À. Đó là thật sự là như thế. Nhưng mà sao sợ ma? Ma hả? Ma ông là, ta mà sợ ma. Ma là ám ảnh đối với em. Ủa em thấy ma lần nào chưa? Nếu mà nói thấy thì cũng không phải, mà không thấy thì nó cũng không phải luôn. Ma nó sao mà em sợ? Trong cái tưởng tượng em không à? À, tưởng tượng nó ma sao? Ma nó là sao? À, thật ra khi mà em ngủ một mình á, là phải bật đèn sáng hết. Ừ. Nếu như mà tắt đèn á, là em cảm nhận là giống như có một cái bóng gì đâu đó đi sau lưng. Ừ. Nếu mà ngủ mà thò cái tay vô và cầm lôi kéo vậy đó. Cái trí tưởng tượng em phong phú lắm. À, dẫn đến là em mà ngủ có một mình á, là cái cảm giác của em là thức đến 2 giờ, khi nào mòn mỏi xong mới ngủ được. Nó, cái hiện, đó hiện cái... tại là em đang ngủ với ai? Hiện tại giờ em cũng đang ngủ một mình chị. Ủa vậy là đêm nào cũng thức tới 2 giờ hả? Hay là phải bật đèn hả? Dạ thật ra em biết cái đó là cái nhược điểm của em rồi, nhưng mà sau này á, em cũng cố gắng khắc phục. Tại vì mình cũng phải là đấu tranh với bản thân thích mình. Thích nghi hoàn cảnh ha. Dạ phải thích nghi hoàn cảnh. Phải vượt lên chính mình đó. Giờ thì chắc cũng hơi đỡ rồi, không có sợ ma nữa. Coi như là chưa có gặp ma, ma là do mình tự tưởng tượng trong đầu mà ra thôi đúng không? Dạ, do tưởng tượng mà ra thôi ạ. Khuyết điểm đó, nửa về mệt, bạn gái kêu sợ ma không vậy? Dạ không, em rất thích xem phim kinh dị, phim ma nào ra là em cũng đều đi coi. Nói... Vậy anh có đi coi phim với em được không anh? À cũng được, có gì anh học hỏi theo em mà em bảo vệ anh. Tới khúc có ma anh che mắt lại ha. Không có gì, tới khúc có ma thì em cứ cho anh dựa vô vai em ha. Dỗ về ăn ủi ảnh, nhiều khi anh ngồi khóc đồ này kia nữa đó, sợ quá khóc luôn. Dễ thương quá rồi, tình trường. Tình trường mình sao Thảo Nguyên? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Một mối tình là thời đại học. Ừ. Nhưng mà do xa quá cái là không có đến được với nhau. Còn mối tình một mối tình nữa gần đây là cách đây khoảng 1 năm thì do không có hợp tính nhau, không hiểu thông cảm chia sẻ được nên là cũng không đến được với nhau. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ khoảng 1 năm. Quen 1 năm mà thấy tính tình không hợp rồi chia tay. Dạ. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Rồi bạn trai Hùng tình trường. Dạ thưa chị, thì em cũng trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là từ thời phổ thông, còn mối tình thứ hai là từ thời mà sinh viên. Thì thật ra là khi mà bạn ấy không có thích em về làm việc cho cơ quan nhà nước, là về trường em hiện tại công tác giờ đó, thì với cái ước mơ của em sau này sẽ trở thành một cái giảng viên, do đó em cũng muốn là trở về trường trước đây là em học, được trường gọi về. Thì em mới trở về thì cô ấy không chấp nhận, thì cô ấy chia tay và sau này là cô ấy đi lấy chồng. Thế thì trong khoảng thời gian đó thì thật ra là cũng có gặp một số người, tuy nhiên là không hợp nhau về tính cách cũng như là về nơi công tác làm việc đó. Và cũng một phần nữa là thật ra là trước đây nhà em cũng hơi khó khăn, rồi đông anh em chỉ là cố gắng học hoàn thiện bản thân mình để nối tiếp ước mơ, và đồng thời cũng đi làm là lo cho em gái đi học. Hiện tại bây giờ thì em cũng đã là hoàn thành xong cái thạc sĩ. Và em gái em cũng đã tốt nghiệp đi làm. Do đó là mọi cái vấn đề mà khó khăn trước đây thì đã là giải quyết hết trơn rồi. Hay quá. Là em mà tự tin để mà tìm cho mình một cái người bạn đời để sau này là xây dựng gia đình và biết tước ở tương lai. Tốt.
Bà gái nghe vậy là vừa ý đúng không? Em cũng mong muốn tìm người cũng có học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp đúng không? Dạ. Rồi chương trình phải nghiên cứu kỹ lắm, tìm dữ lắm mới được cái anh bên đó đó. Ha. Dạ, rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào, em diễn tả đi. Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em về ngoại hình, em là trên 1m7 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Cao dạ, to càng tốt. Chắc thiếu 2 phân nữa mới được 1m7 chị ơi. Chết rồi, con 1m68 bớt 2 phân được không em? Dạ được anh, tại em cũng không có được cao lắm, em có 1m52 hả? Vậy muốn... Mà tại em đòi cao vậy đó. Trời ơi. Rồi tiếp tục đi em. Dạ, về tính tình thì không có gia trưởng, cũng vui vẻ. Khi em giỡn thì cũng vui lợi với em. Dạ, chứ là, như là biết khi em nóng thì ảnh dịu, rồi khi ảnh nóng thì em sẽ dịu. Cái đó cho anh làm được á. Dạ. Biết hiểu, biết thông cảm, chia sẻ với em. Tại vì công việc của em làm nhiều, nhiều khi em cũng gặp stress. Áp lực ha. Dạ, áp lực lắm. Nên là anh có thông cảm cho em được không anh? Nếu mà mình đã thương thì mình thông cảm hết à. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em. Vậy rồi. Thôi đúng không? Dạ. Còn anh trai, em muốn tìm mẫu người lý tưởng như mình thế nào? Dạ thì mẫu người lý tưởng của em á, lúc ban đầu thì em cũng đưa ra tiêu chuẩn là nữ là cao 1m55. Ừ. Nhưng mà bạn nữ bên kia nói là 1m52 thì thôi bù trừ. Em chỉ được 1m68, bạn nữ kia 1m52 thì cũng được. Về tính tình thì em thích là một người cũng vui vẻ, hòa đồng và biết chia sẻ. Và đặc biệt là có hiếu với gia đình. Tại em cũng là tiếp người, em cũng có hiếu ba mẹ lắm. Khi mà xa ba mẹ thì em cũng nhớ. Và người phụ nữ có ngoại hình em cũng thích là người hơi tròn tròn, là mũm mĩm anh. Mũm mĩm tóc ha. Tóc dài, da trắng. Trời ơi. Tóc dài, da trắng, mũm mĩm. Dạ. Này, được á, anh thấy... Và đặc biệt là cũng ăn mặc thì em thích là... mặc kiểu mà công sở. Bên cạnh đó là cũng có nét truyền thống mà pha lẫn nét hiện đại, nhưng mà cũng đừng hiện đại quá. Chà chị. Rồi, có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Không thích ở người con gái thì thứ nhất là sống lộn thộm, không sạch sẽ. Gái làm gì sống sạch sẽ? Dạ, rồi với nói chuyện mà nhỏ nhẹt á chị. Hai là kiêu kỳ. Dẹo dẹo đó hả? Dạ, dẹo dẹo hả? Chịu. Gái nhiều khi dẹo dẹo một chút cũng dễ thương, cái đó gọi nhõng nhẽo. Không, dẹo dẹo chút là em chấp nhận được, nhưng mà cái kiểu mà nhão quá. À. Em nghe nổi da gà là da gà em chịu rồi. Không được. Em muốn đen kem. Không được. Không được, không được. Rồi. Bây giờ hồi nãy anh nói là gia đình, bây giờ gia đình mọi thứ là ổn thỏa hết đúng không? Dạ. Mình bao nhiêu anh em? Dạ, nhà em tới 11, anh chị em là hả? Dạ, em là người thứ 10. Thứ 10. Rồi mấy anh chị rồi là kết hôn hết chưa? Dạ mấy anh chị kết hôn hết trơn rồi. À, giờ em và với em Út. Là em Út cũng vừa đã đi học hành, có việc làm rồi, dạ, ổn định luôn rồi. Làm, ổn định. Cho nên là bây giờ nếu mình lập gia đình thì mình sẽ sống ở đâu? Dạ, em hiện tại em công tác ở tại thành phố thì em sống tại thành phố chị. À, là mình sống ở đâu em? Dạ, ở Thủ Đức. Đó là nhà thuê hay là công dạ, ty? Dạ, bây giờ em vẫn còn đang ở nhà thuê chị. À, dạ. Là ở một mình hay là có ở chung với... Dạ, bây giờ là em ở chung với hai đứa cháu, mà cháu mà kiểu mà gửi lên học ở trường em á. Rồi mình có cái kế hoạch lập nghiệp gì sau này, nếu mình lấy vợ thì không lẽ mình ở nhà thuê hoài? Dạ có chứ chị. Mình tính như thế thì, nào? Thì bây giờ là em cũng đã xong cái việc học rồi, thì em sẽ đi giảng dạy và đồng thời em đi làm đúng cái ngành nghề của em là ngành nghề xây dựng đó. Ừ. Thì với sự tích góp của em thì em nghĩ rằng là em cũng sẽ có nhà và có đất ở tại thành phố này. Ừ. Em định hướng ngay từ nhỏ rồi, trên mảnh đất thành phố này là cái nơi mà em lập nghiệp. Vậy là cũng có định hướng cho tương lai nó rõ ràng. Yeah. Bây giờ an cư thì mới lập nghiệp. Mà yeah, với lại rồi. Mình cũng đã lớn đâu phải trẻ nữa. Yeah. Mình phải tính cái đó trong 2 năm, 3 năm, 5 năm mình phải có kế hoạch cụ thể thì bạn nữ người ta mới yên tâm. Dạ, yeah, trong rồi. 2 năm nữa. Trong 2 năm nữa. 2 năm nữa đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Thì theo em nghĩ với cách nói chuyện và dáng vẻ thì em nghĩ là cũng hơi mập mập, cũng tròn trĩnh. Đúng ý em phải không? Dạ. Yeah. Chắc là đúng ý em ạ. Rồi. Có đeo mắt kiến giống em. Dạ. Thì giảng viên em nghĩ rằng là chắc cũng là cũng phải đeo kính. Cũng đoán trúng trúng rồi đó, gần trúng rồi đó. Ừ. Chúc đi, bí mật đi. Chúc chừng nào mở cửa rồi mới thấy. Nãy giờ em nghe cô gái kia em có thấy nhão không?
Dạ không. Đâu có nhậu nhẹt đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhậu quá cũng mệt ha. Mệt. Rồi, thì coi đàn gái. Chào em gái. Chào anh. À, một thạc sĩ, một cái khát vọng anh đã thực hiện được và anh tin rằng sắp tới đây anh sẽ có một ngôi nhà, một khát vọng tiếp theo mà tiếng khóc của trẻ thơ. Em có thể cùng với anh giúp cho anh hoàn thành ước mơ của anh được không? Dạ, nếu mình có duyên thì em sẽ cùng phụ giúp anh hoàn thành ước mơ. Tại đó cũng giống ước mơ của em. Nãy giờ em nghe anh nói em cảm giác đó là con người như thế nào? À, chắc anh cũng hơi kỹ tính một chút. Tại nghe anh nói là anh thích sạch, mà gái thì không ai ở dơ hết trơn anh ơi. Chồng cái điều sạch đó anh càng thích hơn đó em. Dạ sạch thì em sạch, em không có dơ. Em thấy nhà anh đông quá rồi. Thí dụ nữa mà về làm dâu á, làm dâu 11 người con trong gia đình nó được không? Dạ đông, càng đông càng vui. Được, tư tưởng này tốt. Nhưng mà em yên tâm đi, nhà anh là không ai làm dâu hết trơn á. Mà đặc biệt ở anh thì càng không thể làm dâu nữa. Mà về nhà là được mấy chị làm dâu lại cho em. Trời ơi, ở đâu mà mấy chị làm dâu lại cho em, nói ngon lành vậy. Đúng rồi, đúng rồi, mấy chị giúp lại cho em đó. Tại vì mấy chị thương em lắm chị. Thương em là thương vợ em đúng dạ, không? Dạ, thương em là thương lưng cả vợ em. Một con người tình cảm này thì trong gia đình tất cả mọi người tình cảm, đừng lo, làm dâu nhà đó là em sướng lắm. Chị em lo cho em hết, em khỏi lo gì hết. Sáng về em nấu cơm, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa tới chiều tối em lo cho con em là xong. Nói chơi thôi, bây giờ nè. Em ghét nhất cái gì tật xấu của người đàn ông? Dạ, không chung thủy. Không chung thủy? Dạ. Anh này chắc không có nổi đâu. Hút thuốc. Có hút thuốc không? Anh thì từ đó giờ không bao giờ hút thuốc hết trơn á. Dạ. Tốt. Còn anh làm bên xây dựng thì có nhậu hay là có rượu bia một chút cũng được. Cái đó là người đàn ông nào cũng có hết. Em không có quá khó khăn về vấn đề đó. Nhưng mà hút thuốc thì em ngại. Dạ. Ok. Anh thấy nãy giờ ổn hai bên rồi đó. Ổn đó. Rồi. Được rồi đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nữa đi rồi mình mới quyết định nha. Hôm nay là Thảo Nguyên đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với bà ngoại và em gái em. À có mẹ, có ngoại nữa hả? Dạ. Rồi cho chị gặp bà ngoại, gặp mẹ. Cái micro phía sau lưng á, bạn nào đưa giùm. À đây là mẹ ha. Dạ chào cô. Xin chào MC Quỳnh Linh, chào MC Cát Tường. Chào toàn thể khán giả trường quay. Tôi là mẹ của Thảo Nguyên bên này. Thì nãy giờ theo dõi chương trình á, thấy cháu Hùng bên đây cũng là người chững chạc về tên là về dáng dốc hình dáng thì chuẩn thì cũng đạt với của những cái yêu cầu mà Thảo Nguyên đưa ra. Có cái là cháu nói nãy giờ là chưa thấy cháu giới thiệu là cái tuổi của cháu 34 á con, có giới thiệu 34 dạ. Tuổi là tuổi con gì? Dạ tuổi con chuột. Con chuột bên kia tuổi con gì cô? Tuổi con dê. Hợp chuột không cái cô? Dê. Hợp không cô? Tí sủ dần, tí sủ dần mèo thành đi ngon. Hợp. Hợp hợp. Tí ngọ mùi tam hợp đó. Tôi nói đại. Rất là hợp luôn. Rồi cái thứ hai cô cũng ngạc nhiên thì nhà bên đây á, thì cô chỉ có hai đứa con gái thôi. Cho nên là không biết là cháu nói là quê cháu ở Sóc Trăng phải không? Dạ. Quê Sóc Trăng. Vậy thì không biết là cái việc làm dâu này nọ rồi đó có phải là dạ, không có làm dâu. Tại vì con cô thì nói chung nhà có hai đứa rồi, bản thân cô cũng là giáo viên cho nên đó giờ cũng ăn học không, về cái mục làm dâu thì cô nghĩ là nó làm không nổi. Cô cũng bắt rễ không? Nếu có thể thì chắc cũng được từ không? Từ tới đó. Ở rễ được không? Nếu là đã thương rồi thì làm rễ thì chắc cũng được. Rồi, ngon luôn. Rồi, nếu cho nói vậy thì cô cũng an tâm rồi. Thì hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên. Thì mong rằng hai đứa sẽ bấm nút để tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi, hỏi ngoại. Không, cho ngoại hỏi ngoại mấy câu đi. Hả? Ngoại không nghe hả? Ngoại đẹp quá, đẹp lão thiệt luôn á. Hả? Con ngoại sắp làm đám cưới rồi đó, cháu ngoại sắp làm đám cưới rồi đó. Ngoại khoái không? Mừng lắm thấy chưa? Ngoại nghe mà. Con được, ngoại nói câu đi. Micro cho ngoại, ngoại cầm ngoại. Cháu ngoại chuẩn bị kết hôn, ngoại vui không? Vui lắm. Ngoại thích không? Thích. Ngoại có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có. Thấy cháu được không?
Đẹp quá. Đẹp quá. Chá đẹp. Đẹp đôi. Đẹp đôi đó. Được rồi. Ý kiến là cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại nha. Rồi bên ngoại đây nó đẹp đôi rồi đó. Hùng thì mình đi với ai Hùng ơi? Dạ em đi với là chị gái, hai em gái và hai người, ba người chị đồng nghiệp ạ. Rồi đâu cho cả chị gái và em gái đồng nghiệp. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả và chào chị Nguyên ạ. Em thì hôm nay đi đến chương trình thì có gồm có là người chị thứ 6 và chị thứ 11 và em Út là thứ 12. Nên Hùng giới thiệu thì anh Hùng là Út thứ 10. Và với lại là đứa cháu con của người chị thứ 8 cùng với lại ba chị đồng nghiệp với lại anh Hùng ạ. Nói chung nguyên một gia đình luôn đó, đại gia đình lên luôn đó. Dạ thì xem hai anh chị trong suốt buổi trò chuyện á thì em cảm nhận về chị là nói chung chị rất là dễ thương, em rất là thích. Với lại là khi mà nghe hai anh chị trò chuyện thì rất là có nhiều điểm giống với nhau. Với lại là chị cũng là cái mẫu người mà giống như là anh của em đang tìm kiếm. Và cũng khi mà nãy có nghe hỏi á, thì em có nghe chị nói là chị cũng rất là thích nhà anh chị Đông Anh Em. Thì cái đó là bên gia đình em rất là quý ạ. Tại vì gia đình em rất là đông anh chị em. Nhưng mà chị yên tâm đi, đông anh chị em nhưng mà gia đình em rất là yêu thương nhau. Với lại là ba mẹ em rất là dễ. Nếu như mà chị mà làm dâu bên gia đình em á, thì rất là ok. Nói chung ba mẹ em rất là thương dâu. Chị không có cần phải lo là như là bác gái nói là sợ chị làm dâu gì đó. Không có. Dạ. Chị cứ yên tâm bằng đó ạ. Với lại em cũng nói thêm với cho chị hiểu thêm anh em là anh em là một người đàn ông thật sự là tốt. Đến bây giờ là ảnh chưa có tìm được người này cũng một phần là vì ảnh lo cho gia đình. Và giống như hồi nãy ảnh nói là ảnh lo cho em đi học. Mà ảnh là tự lập hồi nhỏ tới giờ, là một mình là sống độc lập luôn, không phụ thuộc cho gia đình. Và bên cạnh đó còn giúp đỡ gia đình và nuôi cho em đi học. Và đến giờ thì em cũng rất là mong là anh sẽ tìm được một nửa của mình và cùng nhau xây dựng gia đình thật là hạnh phúc ạ. Rồi. Yeah. Em hy vọng là cuối chương trình thì nói chung là hai anh chị cũng có duyên. Một phần là giống nhau là đều mặc đồ cùng màu. Đó là một cái duyên ạ. Với lại em cũng hy vọng là hai anh chị hãy cùng cho nhau một cơ hội. Mình sẽ tìm hiểu nhau. Biết đâu là mình có duyên có nợ thì mình sẽ đến với nhau ạ. Yeah. Em xin hết ạ. Cho chị nói một câu đi. Dạ, sau này thì ý kiến của người chị đồng nghiệp với anh Hùng ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Chị là Võ Thị Thanh Loan, hiện thì đang công tác tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là đồng nghiệp với lại em Hùng. Ủa? Hai chị em làm chung một cơ quan luôn hả? Dạ đúng rồi, đã đồng nghiệp. Hay quá nhờ. Em nói là em đồng nghiệp. Nói chung về khi bạn gái vừa bước ra thì chị thấy có nhiều điểm nó rất giống với lại Hùng. Có nghĩa là hai em đã có một cái duyên nợ với nhau rồi đó. Em gái thì xinh, dễ thương. Mà tính tình thì chị thấy nó cũng hoạt bát nữa. Và Hùng thì hiện tại công tác tại trường thì rất là đồng nghiệp, rất ai cũng quý trọng. Bởi vì cái tính rất là nhiệt tình. Thứ nhất là Hùng công tác thêm cái phần mảng mà học sinh sinh viên, cho nên là em luôn giúp đỡ tất cả các học sinh sinh viên và giúp đỡ những cái người thân, người cận kề của mình. Cho nên là, và tính tình chị thấy em cũng hoạt bát nữa, thì Hùng cũng hoạt bát, cho nên là chị nghĩ hai đứa nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Tuổi của Hùng thì nói chung là nó cũng có cả một cơ quan của chị bây giờ là đang mong chờ có một cái đám cưới nữa. Cho nên là chị nghĩ em nên cho một cái cơ hội để hai đứa tìm hiểu. Và hẹn năm sau thì có một cái đám cưới đang tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Mời Quyền Linh không? Lúc đó sẽ mời MC Quyền Linh và MC Cát Tường lên làm hướng dẫn chương trình. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ tất cả mọi thứ gần như là tốt đẹp hết rồi đó. Bây giờ do hai em thôi nhá, Hùng với Thảo Nguyên. Người Hùng trên Thảo Nguyên. Kéo rào. Đây là thời gian của em đó Hùng. Bắt đầu. Cố lên nha. Yeah.
Trời bắt tay nữa. Quen rồi anh. À, thật làm ra học chi thì bộ. Đến đây thì anh cũng chỉ là chuẩn bị món quà này. À, món quà này là vô cùng ý nghĩa. Thì theo anh nghĩ á, thời gian trôi qua thì để lại quá khứ. Còn cái sự trò chuyện giữa hai người á, đi qua để lại kỷ niệm. Thì muốn rằng á, là giữa anh và em ngày hôm nay nó cũng làm mang đến cho mình một cái kỷ niệm rồi. Thì sau này chúng ta, nếu như em có thể bấm nút á, thì sau này chúng ta có thể là viết tiếp những cái kỷ niệm cũng như những câu chuyện còn lại giữa anh và em. À, em xin tặng em. À, còn đây là cây bút nữa chứ. Cây bút này là tượng trưng cho người con trai, còn quyển vở là tượng trưng cho người con gái khi hai người kết hợp lại với nhau để tạo thành một câu chuyện. Rồi, hai bạn hãy nói cảm nhận về nhau cái lần đầu tiên gặp mặt nhau đi. À, nãy giờ anh có suy nghĩ gì về em không anh? Nãy giờ thì em cũng suy nghĩ là những cái mà mẫu người anh đưa ra là em có phù hợp hay không á. Thì nghe thì phù hợp, nhưng mà khi mà gặp em rồi thì anh cũng cảm thấy là đúng là như những gì anh nghĩ. Còn em thì cho anh hỏi tí. Thì vấn đề mà cũng xoay quanh về là anh em nhà đông đó, không biết là em có ngại gì không? Dạ không. Không, em không, không ngại anh em nhà đông đâu anh. Như em nói hồi nãy là càng đông càng vui. À, đó như vậy thì anh cũng mừng. Thật ra giống như em gái anh cũng đã nói, thật ra là đông nhưng mà cũng giống như là một. Anh chị em rất là hòa đồng, rất là thương yêu. Và đặc biệt là đối với anh thì các anh chị em đều là thương anh hết. Mỗi lần anh về là tất cả các anh chị em đều họp mặt cùng nhà nhau, rất là vui, rất là thân thiện. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà sau này mà em có là chọn anh á, thì cái việc làm dâu thì anh nghĩ rằng là không có làm dâu. Chỉ về và việc là nhờ các anh, các chị gọi là phục vụ mình thôi. Trời ơi, trời. Nói đâu mà ngon lành vậy trời. Thôi, mình đi vào chuyện hẹn hò đi. Hẹn hò yêu đương các bạn đi. Ở đâu đó, hẹn hò thế nào đó các bạn? À, em nghe anh nói là anh làm việc ở Thủ Đức. Đúng rồi. Dạ, công việc của anh bận không anh? À, thật ra công việc của anh á, thì anh làm mảng là tuyển sinh, công tác sinh viên. Thì đôi lúc đến vào cái thời điểm mà đi tuyển sinh á, anh phải đi các tỉnh để anh mà cũng như là đưa cái thông tin cho các học sinh đồ biết về trường mình hơn đó, thì đó là anh đi nhiều. Rồi bên cạnh đó anh cũng phụ trách thêm cái mảng mà tổ chức các phong trào hoạt động cho đoàn hội đó, thì nó hơi nhiều. Ngày thứ bảy chủ nhật rồi đôi lúc anh cũng không có rảnh. Nhưng mà thật ra là nó bận là bận, mà cũng là thảnh thơi, thời gian rảnh nó cũng có. Nó dạ. Linh động, thời gian của anh là nó linh động chứ cũng bị gò bó nhiều lắm. Dạ. Còn không biết em sao? Em thì công việc của em khá bận anh. Em là giáo viên tiếng Anh nên là rồi em dạy cũng từ thứ hai cho tới thứ bảy, có khi thứ bảy chủ nhật em cũng dạy luôn. Rồi vậy không biết là anh ở xa như vậy nữa, em ở bên quận 4 á, tuần vậy thì anh sắp xếp mình gặp nhau được bao nhiêu lần? À, thật ra là gặp nhau bao nhiêu lần đó là tùy em thôi. Còn đối với anh là lần nào gặp thì anh cũng gặp được. À, từ ở Thủ Đức mà qua quận 4 nó không có xa lắm, rất là gần. À, thì sắp không biết là em có thích đi du lịch không ạ? Dạ, cũng thích anh, nhưng mà không có thích nhiều. Không thích nhiều hả? Dạ. À, thì còn đối với anh thì anh cũng thích đi du lịch. Tại vì mỗi lần mà có thời gian rảnh thì anh đều đi. Nhưng mà đi là chỉ một mình thôi. Chỉ thích đi một mình. Ừ. Rồi tương lai nếu mà hai người lấy nhau, chúng ta nghĩ đến cái việc gì để phát triển kinh tế gia đình, rồi con cái sao? Mình bàn trước, bàn dân thiên họ hạ đi. Nếu như mà đến ngày hôm nay chúng ta đã là có duyên rồi thì cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Thì nếu được thì về cái thời gian mà đám cưới đó, em tính khoảng bao lâu là được? Dạ khoảng 6 tháng đến 1 năm anh. 6 tháng đến 1 năm. Cho mình tìm hiểu, nếu được thì sau thời gian đó mình đám cưới. Thật ra đối với anh bây giờ thì 34 tuổi thì nó cũng là tuổi lớn rồi. Dạ. Còn ở tùy thuộc của em thôi, nếu mà em đồng ý mà cưới sớm thì anh cũng cưới sớm. Mà còn trễ thì nếu đã thương rồi thì anh cũng vẫn chờ. Dạ. Con cái sao?
quan điểm về con cái thế nào? Quan điểm của em là con cái là tại em cũng làm công chức đó, chắc là chỉ dừng lại ở hai thôi. Ừ, dạ. Em cũng nghĩ vậy. Dù em cũng thích là càng đông càng vui, nhưng mà tại vì cái công việc của mình á. 11 đi. 11 cho nó vui. 11 ngày xưa thì nuôi nổi chứ 11 ngày nay thì thôi rồi, không biết làm gì mà ăn luôn á anh ơi. Công nhận, hồi xưa ông bà ta giỏi thiệt chứ. Mười mấy nhưng mà tươi rói luôn, lớn đều, thành đạt hết luôn, giỏi. Đây, bây giờ thì mọi người suy nghĩ, chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình ha. Suy nghĩ về người đối diện thế nào và mong muốn điều gì, chúng ta cứ nói với nhau, mỗi người một câu, mình kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Dạ, mình đã đến đây là cái duyên rồi, nếu mà được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau anh. Đối với anh thì anh cũng nghĩ rằng đến đây là mình đã là cho nhau một cái cơ hội, thì hy vọng rằng là qua ngày hôm nay thì anh và em có thể là tìm hiểu nhau để có thể hiểu nhau hơn và sau này đi đến hôn nhân. Yeah. Tiến tới hát bằng tặng bạn gái một câu đi. Làm công tác đoàn đổ là rất là văn nghệ dữ lắm. Bao mùa dầm mưa dài nắng. Gì hát bài này hả? Tiến lên anh, tiến lên. Muốn hát bài nào? Gì hát chứ. À, thôi thì đã đến đây rồi thì cũng hát bài Sóc Sờ Bay Sóc Trăng luôn. Đó, đúng rồi. Sóc Sờ Bay Sóc Trăng luôn. Tiến tới hát chi cổ kìa. Nếu mà múa luôn càng tốt, minh họa cho càng tốt. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng vừa rộp bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt ôm dòng phù sa. Đường qua Trường Khánh có người bán hoa, tùa chia tùa yêu ta lư thiệt. Cảm ơn anh. Hay quá. Bắt tay nữa anh. Nghề nghiệp. Bắt tay nữa. Anh đã tặng em một bài hát rồi, hát thì lại. Em xin gửi tặng anh và các khán giả trường quay bài Proud of You. Trời ơi. Tìm nhau mà hát nào cho tình cảm. Rồi. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on holding hand, working through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to the sky, teaching me to love with heart, happen me open my mind, I can fly, I'm proud as I can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me, I can fly, I'm singing in the sky, show you the best of mine. The heaven in the sky. Hay quá. Xứng đôi nha. Hát hay. Mặc đồ đôi với nhau nữa chứ. Giống như là đâu thiên duyên tiền định từ kiếp nào á. Bên hát Sóc Sờ Bay, bên hát tiếng Anh. Hai người hát tiếng nước ngoài không à. Rồi bây giờ chúng ta về vị trí. Về vị trí và chuẩn bị bấm nút nè các bạn. Rồi. Đặt tay vào nút bấm. Nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, để trao đổi, để có thể hiểu được nhau. Nếu như chúng ta cảm thấy đối phương làm cho trái tim ta rung động, chúng ta có một cái cảm xúc, và cảm xúc đó có thể thăng hoa, có thể đi với nhau một đoạn đường dài, thì chúng ta mới bấm nút. Nếu như cảm thấy không có cảm giác, không có sự rung động nào hết, thì chúng ta đừng bấm, để dành cơ hội cho những người khác, những khán giả đang theo dõi chương trình suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Các bạn có 30 giây nhắm mắt lại nha. Dạ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Trong câu chuyện bạn muốn hẹn hò, lúc đầu có những cặp đôi nói chuyện rất hợp, nhưng sau đó họ lại không bấm nút. Điều đó thường xuyên xảy ra bởi vì họ có 30 giây để nhắm mắt tưởng tượng những gì đã trôi qua và tim họ có rung động hay không. Ngày hôm nay vẫn thế, chúng ta nhắm mắt lại, suy nghĩ những gì đã trôi qua, xem tim mình có rung động hay không các bạn. Quyền quyết định các bạn, bấm hay không tùy các bạn nha. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, mấy chị mừng quá, sáng mừng luôn kìa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hợp rồi đấy. Nào. Nắm tay nhau. Nắm tay chứ không phải bắt tay nữa nha. Nó xen tay vào nhau.
Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để có thể có một không gian lãng mạn nha. Để đây, nào đưa cuốn sách này cho tôi. Đây là một cái người phụ nữ, đây là một người đàn ông. Ha? Ghi vào. Rồi, ở đây là gì đây? Ngày kỷ niệm. Kỷ niệm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và đây là một tờ, một trang giấy trắng chưa có gì hết. Bạn Thảo Nguyên sẽ ghi tên bạn Hùng vào đây. Bạn Hùng sẽ ghi tên Thảo Nguyên vào đây và hai người cùng vẽ một trái tim bằng chiếc cái viết này và cuốn sách này. Em là gì Hùng? Nguyễn Chí Hùng. Chí Hùng. Bự lên, to lên. Chí Hùng. Rồi, Hùng sẽ viết tên Thảo Nguyên, đúng không em? Thảo Nguyên đúng không? Dạ. Rồi, chính xác. Em sẽ vẽ nửa trái tim và bạn kia sẽ vẽ nửa trái tim, nối tiếp. Đó. Quá đẹp. Rất đẹp. Wow. Wow, rất dễ thương. Đây các bạn. Chúng ta, đây là những nét chữ đầu tiên trong ngày hôm nay. Đây là bút tích của hai người nha. Đây là một kỷ niệm không bao giờ quên. Nó sẽ theo chúng ta suốt một cuộc đời. Và hãy nhớ tất cả những gì mình nói nãy giờ. Hy vọng rằng hạnh phúc, tương lai và tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với các bạn. Giữ cuốn vở này và đừng quên nó. Mỗi khi giận nhau, lấy ra xem. Mỗi khi buồn, mỗi khi vui, lấy ra xem nhé. Đây, trả lại cho hai người chủ của nó. Nắm chặt tay nhau nào. Và một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đặc biệt hôm nay. Không có xin phép bà ngoại với mẹ luôn. Là... Dạ, xin phép ngoại, xin phép. Hôn rồi xin bé. Cái gì nữa? Dạ. Cho con xin hôn lại lần nữa. Trời đất ơi! Nó là xin phép ngoại, xin phép má. Má tương lai, con lỡ hôn một lần rồi, cho con xin lần nữa. Rồi cho rồi đó. Dạ cho chưa ngoại, cho chưa bác ạ. Ngoại mắc cỡ không ạ? Mẹ gật. Ngoại rồi đó, ngoại cho rồi đó. Đây. Thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi á? Mẹ muốn có con rể rồi đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh đi về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ, nhà em cũng làm về y ạ. À, ủa vậy hả? Dạ, mẹ em là bác sĩ ạ. Ờ, tây y. Dạ. Bên đây đông y, tây đông y kết hợp. Ồ hay quá. Dạ. Được, anh lại nói 36 giờ nãy anh không tin nên mình sợ khai gian bởi anh cũng trẻ lắm. Ha, người lớn tuổi người ta chững chạc lắm. Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Mẹ nói anh nói bớt lại chút được không? Được. Trời ơi gặp người này thì khỏi nói luôn. Ờ vậy đi chứ. Ê. Nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói thì sao? Đẹp lắm hả? Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ có em trai của em và bạn của em ạ. À. Chào anh Linh ạ. À. Chào em. Anh đã đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh cho bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. Em xin tự giới thiệu em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ. Hiện em đang làm thiết kế nội thất ạ. Thôi, mời bạn. À, mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ đông y có phòng khám chỉnh trị học cổ truyền. Giờ mình cũng buôn bán nông sản sạch. Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36. 36 tuổi. Ồ. Tuổi nó cũng 26 chứ. Kẻ măng mà. Có khai gian không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó. À. Nhờ uống thuốc. Cái mốt tròn mớ nha. Ở đây là một cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi. Ủa nói nghe nè, lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi lên chịu không? Phong cách trẻ trung thì cũng đúng được. Rồi chứ phong cách này thì trẻ lắm mọi người. Ổn định sự nghiệp tốt thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu nào? Điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngoan, là em rất là vâng lời mẹ. Thể loại dạ. Gái ngoan. Vâng lời mẹ là sao? Dạ ra đường tức là phải cẩn thận với con trai rồi. Chà chết rồi, mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai. Yeah. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều, mấy người đã dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm. Mình cũng y học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền nếu vậy mình thích. Lý do sao mà ế tới đây dữ vậy bạn? À, chắc tại nói nhiều anh. À, chứ đi ngủ mới không nói thôi. Hát suốt ngày nói suốt ngày. Cũng đâu có sao đâu, đó là nghề nghiệp mà. Ủa bạn có mối tình nào chưa? À, mối tình thì nhiều lắm chị Tuyền ơi. Nhưng mà 2/3 đó là hình như đi chồng hết rồi. 1/3 còn lại thì cũng có để ý thương mình mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu.
Từ đó buồn cái thất tình luôn, từ đó tới nay là khoảng năm mấy. Năm mấy rồi đó hả? Bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào? Bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không? Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em đều có biết nhường nhịn mình xíu được rồi. Sao em không nhường nhịn ta mà bắt ta nhường nhịn em? Nói nhiều chứ, em nói nhiều quá. Bây giờ là kêu em nhường nhịn ta sao được, không biết chắc dễ ế đó. Muốn ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn? Cao trên 1m6 là được. Rồi có luôn, bao hàng bạn luôn. Da trắng tóc dài nha. Rồi trắng hơn mung chút. Rồi hôm nay Linh mẹ có dặn dò là đi tìm con rể tương lai như thế nào không? Mẹ em cũng có dặn là tìm người phù hợp, phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ. Cái đó được, còn gì nữa? Ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc, nhậu nhẹt hay là nóng tính gia trưởng ạ. À. Bạn nữ mới nói yên tâm, mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó. Tại thầy thuốc mà. Gia trưởng có không? Gia trưởng thì em cũng không biết nữa, chưa kiểm tra chưa biết. Em là quê đâu? Quê Tây Ninh anh. Tây Ninh này, chắc không gia trưởng đâu. Rồi yên tâm. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì em thích ca sĩ Hồ Thiên Dũng. Sáng sủa. Sáng sủa đây. Sáng sủa. Trời, ba mấy tuổi đây hả? Trẻ dữ vậy ta. Nhìn không nghĩ ba mấy đâu ha. Ủa sao mình đang thù lùi mà mình thích trắng như vậy? Giờ cho nó cân bằng cái chưa? Cân bằng gì? Giờ đen đen trắng trắng, khi mà hơi phối hợp nha thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị. À, mình có tật xấu gì không bạn? Tật xấu em là nói nhiều quá. Rồi tới hồi có bạn gái rồi thì dành nói hết, không cho ta nói gì trơn, phải lắng nghe mới thấu hiểu được dạ, chứ. Dạ. Đâu đó cũng phải nghe chứ, nói gì nói phải có người kèm em lại. Tính là chừng nào lấy vợ, đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ nếu được thì năm sau. Có lấy vợ và ở đâu? Chắc nếu ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được là sao? Thì bên nhà vợ hay là bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được. Nói chung nhà mình thì đầu tiên hơn. Có nhà chưa? Thì xây thì cái chuyện nhỏ mà. Có đất rồi hả? Có đất rồi. À thì đó, nói rõ vậy đi. Thì hay coi kỹ. Coi kỹ lắm. Mấy bạn nữ có nhà vậy cho mà lấy, không có nhà không có lấy. Đúng rồi. Ủa sao bận đồ tây mà mang đồ dài thể thao? Dạ cũ của em giờ tay lên mà có điều thôi, giờ tay bó buộc chịu không nổi. Em thích phóng khoáng thoải mái hơn vậy. Sao mang dép? Sao thắt cà vạt luôn đi? Cũng có đem theo luôn á chị. Vậy á hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn chị. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đúng rồi. Ăn mặc sao thoải mái được rồi. Quan trọng là mình đối nhân xử thế thế nào, đâu phải quần áo đâu đúng không? Rồi, để anh coi bên đàn gái sao nha. Trời ơi, bên gái ngon lành. Dạ, em chào anh em. Linh. Quá dễ thương luôn. Nhà mẹ là không có cho đi chơi hả? Dạ, bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi. Mẹ muốn có con rể đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh lấy về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ, nhà em cũng làm về y ạ. Ủa gì hả? Dạ mẹ em là bác sĩ ạ. Tây y. Dạ. Mình đi đông y, tây đông y kết hợp. Ồ hay quá. Dạ. Được. Anh lại nói 36 giờ nãy anh không tin nên mình sợ khai gian, bởi anh cũng trẻ lắm ha. Người lớn tuổi người ta chững chạc lắm. Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Mày nói anh nói bớt bớt lại chút được không? Được. Trời ơi, gặp người này thì khỏi nói luôn. Vậy đi chứ. Thấy. Nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao? Được lắm hả? Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ, có em trai của em và bạn của em ạ. Rồi. Chị chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em, anh đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh có bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. So với tuổi 36 của anh thì ông anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Theo nhận xét của em thì anh cũng tương đối là ok. Được. Hôm nay mình đi có người thân đi theo không bạn? Có mẹ và hai thím, thím 4 và thím 6. Chào bác. Chào các bác. Chào chú Nguyễn Linh. Dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Bác thấy cô gái này như thế nào vậy bác? Nó toàn dạng hết, cái gì cũng được. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nói chung là ngoại hình cái gì cũng được. Dễ thương. Dạ. Nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không? Hay là bác thích về làm dâu bác hơn? Không, thì tùy ha. Chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều. Nếu mà con nó thích thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng. Giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi. Chia hết rồi. Rồi. Bác thấy cặp này là nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được bác? Con nó dằn xếp sao được, cái gì mình chịu theo nó thì thôi. Ta nói rồi, đất cát chi hết rồi. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, hỏi ý kiến hai gì coi sao? Tôi là thím và nhận xét thấy phải tạm thời kêu cháu dâu đi. Dạ. Dễ thương. Dễ thương lắm. Thì rất xứng với cháu của tôi á. Dạ. Thím kế bên chịu không thím? Chịu luôn.
Vậy thôi. Rồi vậy thôi hả Tím, cảm ơn em chị. Nói một câu gì đó với bác gái đi. Dạ con cũng hy vọng nếu mà có duyên thì sẽ được kết tình thông gia. Trời. Thôi ổn rồi, cảm ơn bác. Thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó. Bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha. Rồi kéo màn lên. Rồi. Chúc thành công. 2 phút có thấy đôi dài sai dễ sợ không? Giấu đôi dài vô. Trời ơi. Em có muốn mời thằng anh à? Xin lỗi em nha. Ta Phú Yên vô ta có quà luôn chưa? Tại vì thời gian nó không có kịp để chuẩn bị. Cho nên để bù cái nhịp sát điều khác sau ha. Dạ, không sao ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Chỉ được thôi hả? Dạ. Dạ, cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ? À, có chứ. Em rất là sợ chó. Ồ, trời không sao đâu, chó nhà anh hiền lắm. Chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó. Bây giờ ba qua, em có cái quà đó qua bên đi. Bây giờ bắt mạch thử cô gái sao? Đoán nhịp tim thôi sao? Tim rồi là biết hết mà. Không mà sao bắt vô là bắt vô là thử rồi sao? Là điểm nhịp tim không được có gì. Bậy. Tay trái. Ủa sao phải tay trái em? À thường thường á là bắt mạch vô cái bộ mạch đó bên đây là thốn hoàn xích mà nó bắt tay trái. Mạch. Trời ơi, điềm tĩnh dễ sợ luôn, mạch bình thường. Bởi vì con nói được thôi đó. Cái bắt đi bạn bình tĩnh bắt người ta có bệnh gì không? Sao? Nó thật sự là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Mày dạ. Khỏi bắt tận đoán rất là khỏe chị. Không, tại nhìn qua cái sắc diện, qua làn da là em đã đoán được rồi. Đoán như thế nào ạ? Thường thường cái thì nói là cái da, cái tóc là gốc con người. Thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là với lại qua có bộ mạch của anh mà bắt nó thì thấy rất là ổn. Dạ. Thôi bây giờ nói cho bạn gái nè, thế bạn cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ, bạn gái thì rất là dễ thương anh. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Nói chung là chuẩn cái size của em. Trời, có size luôn hả? Size này size gì vậy? Là quá tuyệt vời rồi. Rồi, cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào? Dạ, em thấy thì anh cũng hiền. Nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à. Cái đó chắc phải chờ cái người nào đó chăm sóc cho mình. Chưa có phụ nữ chăm sóc vậy thôi. Nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm, bạn nữ có ngại không? Dạ em nghĩ có thể là sẽ bù đắp vào cái phần mà em đang thiếu. Đúng rồi. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì em làm ở đâu? Quận mấy? Xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở Bình Thạnh ạ. Thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh. Cũng ghé Bình Thạnh thường xuyên. Hiện tại thì anh đang làm ở đâu ạ? Hiện tại thì anh làm ở nhà, phòng mạch. Phòng mạch đã nằm trong nhà mình luôn hả? Dạ. Mình là thầy chính luôn hả? Dạ. Trời ơi, trẻ dữ vậy. Tính tới chuyện kết hôn luôn đi. Rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con không? Để anh tính, dạ. Anh bắt mạch hút thuốc á, cho nó bồi dưỡng, sanh con cho nó tô ok mà. Dạ, thì em thích 2 con. Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ, đúng theo ngành y. Dạ. Anh cho em hỏi là nếu giả sử như mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó. Thì anh ủng hộ công việc của em trước. Cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân. Mở phòng mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn. Cái đó em phải thông cảm cho em, cho anh chút xíu chỗ đó. Cô hiểu mà, nhà cũng bác sĩ mà. Em yên tâm đi, chồng mà lớn hơn 10 mấy tuổi cưng vợ dữ lắm, lo hết á, sướng lắm. Ừ, bây giờ bắt mạch lại nè, nãy giờ là chưa, nãy vô chưa đập, bây giờ bắt mạch lại thử đập chưa? Bắt mạch lại thử, thử đi. Đó, thử có đập lại đập chưa? Còn chưa đập bó tay luôn. Rồi kiểu này chắc mình về Phú Yên rồi, có tăng tốc xíu xíu. Hết thời gian. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, đúc kết lại. Xem tim mình có đập thật sự hay không. Hãy làm đúng với trái tim của suy mình các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tiếc tiếc là em gái không bấm nút. Thật sự là cũng như chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh. Và nhưng mà tức là em vẫn chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè.
À, không sao cả. Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Chưa chắc không bóng ở đây, mà trong cuộc sống mình không bóng đâu. Biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bóng với nhau. Hết rồi, người ta đi lấy chồng rồi. Ngữ văn với anh Văn giống nhau không? Dạ, ngữ văn khác anh Văn chứ. Khác sao? Dạ, văn, ngữ văn thì bên văn học, còn anh Văn thì bên tiếng Anh. Mà nãy giờ hình như mình chưa có nghe khuyết điểm gì của bạn, ưu điểm gì của bạn. Ưu điểm thì em hát hay nè. Em có tính rất là thẳng thắn, làm thôi không nói hứa. Mình hứa thật nhiều thì thích hứa cũng thật nhiều. Đúng cho nên mình làm trước khi mình nói thì phải làm. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình ha. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Đoàn Thị Ánh Hồng, năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nhưng hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Và nghề nghiệp của em đó là giáo viên giảng dạy môn ngữ văn cấp 2 ạ. Trời ơi, cái giọng nghe nó ngọt, cái giọng nó mát, liệm luôn, nghe giống như một cơn mưa rào giữa cái mùa hè oi bức vậy. Ta giáo viên mà phải dạy mới dạy học viên được chứ. Mời bạn trai. Em tên Văn Dính, quê ở Huế, hiện đang công tác tại đài truyền thanh của huyện Nho Tiên, tỉnh Bình Dương. Tên gì bạn? Bạn tên dạ, gì? Lê Văn Dính ạ, tên Dính ạ. Dính chùm lại hả? Dạ dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ 35 tuổi. 35, con số đẹp ha. Mời bạn nữ bên kia. Rất là duyên dáng, giọng rất là ngọt ngào. Anh nào mà nghe là coi như mật ngọt mà chết ruồi vậy đó. Mà không lẽ chưa có con ruồi nào chết sao em? Dạ. Chắc cũng chết nhiều lắm, cũng đập nhiều lắm rồi. Em cũng là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, nội trợ gia đình, biết đối nhân xử thế. Bên cạnh đó thì cũng có những cái nhược điểm. Em thì không nói ngọt ngào và đưa rước được, cho nên những người mới tiếp xúc thì cảm thấy em rất là khó gần. Bạn nam bên đó nãy giờ nghe bạn nữ nói chuyện thì mình thấy khó gần hay dễ gần? Dạ thấy cũng được ạ. Xong được, quá được luôn chứ. Nghe cái giọng thôi, nghe chữ dạ thôi nó đứt từng đoạn ruột luôn. Em ơi, em dạ giùm anh nghe vài tiếng của em. Dạ. Đó, đó. Tiếng nữa với em. Dạ. Đó, thôi thôi. Tôi nói thiệt nha, tuổi trẻ mà nghe cái giọng này nữa, không muốn đi đâu nữa. Em thì bạn bè đồng nghiệp trong trường thì nói là suy nghĩ trong đầu óc của em thì rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại em đi rất là chậm. Em chạy xe máy thì không có lúc nào mà trên 20 km/h. Em dẫn xe đi hả hay là em ngồi trên đó? Em đi chậm gì ạ? Chạy mà 20 km/h, trời đất ơi. Em chạy thua xe đạp nữa em. Dạ. Dạ. Ơi, bạn có mấy mối tình rồi? Cách đây còn 2 năm á, thì cũng quen một cô bạn cũng làm giáo viên, mà dạy anh Văn. Bây giờ là hết rồi, người ta đi lấy chồng rồi. Ngữ văn với anh Văn giống nhau không? Dạ, ngữ văn khác anh Văn chứ. Khác sao? Dạ, văn, ngữ văn thì bên văn học, còn anh Văn thì bên tiếng Anh. Ủa mà nãy giờ hình như mình chưa có nghe khuyết điểm gì của bạn, ưu điểm dạ, gì của bạn. Ưu điểm thì em hát hay nè. Ồ. Em có tính rất là thẳng thắn, làm thôi không nói hứa. Mình hứa thật nhiều thì thích hứa cũng thật nhiều. Đúng cho nên rồi. Mình làm trước khi mình nói, mà nói thì phải làm, còn đôi khi mình không nói mình làm mới hay, còn nói mà không làm là dở. Rồi, đúng rồi, anh nói anh phải làm được. Bây giờ anh hát tặng mọi người một bài hát cứ coi anh nói mà anh có làm được hay không. Một tràng pháo tay. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đâu dàn vỡ. Sao em? Dạ, anh hát rất là hay chị ạ. Giọng hát đó có làm sao xuyến em chưa? Dạ. Rồi, cái chuẩn người đàn ông em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, thì em muốn tìm một người chân thành. Quen em không chỉ đó là quen mình em, mà phải biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Em không thích ở người đàn ông đó là cái tính vụn vặt. Khi quen một người thì trong mọi mối quan hệ em sẽ tôn trọng. Và con gái thì không nên sống thực dụng, nhưng con trai á thì phải biết điều một tí. Chứ em không thích cái kiểu người sống giàu đầu nổ xong mình quay rồi lại mượn tiền, là em không thích. Yeah.
Nãy giờ anh nghe cô giảng bài chưa anh? Dạ có đó mà, chắc bài thì anh nghe. Thuộc bài chưa? Dạ thuộc chút chút. Trước sau anh có như một không anh? Đừng có trước vậy sau khác, cô giáo em không có chịu. Dạ nói là như đinh đóng cột hay gì đó. Dạ tự nhiên hôm nay nói chuyện với hai người này cái mình chậm lại đúng không? Dạ. Dạ à, từ từ mới chắc vậy. Chậm mà chắc. Dạ chậm mà chắc. Ok, em bên nhà gái là được rồi đó. Rồi ăn thua. Trai cũng quá được chứ bộ. Rồi ok, hợp lý. Chỉ có cái chuyện băn khoăn là có nổ rồi mượn tiền sao không thôi. Cái vụ căng quá. Dạ. Rồi để hỏi coi. Chuẩn á, cặp mày xứng đôi đó anh. Dạ. Em khỏe không? Dạ khỏe anh ạ. Trời, ngồi bên kia nghe cái giọng thôi. Qua đây muốn nghe nói hoài luôn, anh muốn nghe em nói hoài luôn vậy. Có lẽ là do cái tính cách với công việc của em thì nó thế rồi. Cũng phải thay đổi cho nó nhanh chút xíu em. Ví dụ em gặp người yêu em đang đi gặp cái miễn trai em cứ anh ơi từ coi từng cái miễn trai là coi như ông xã em đạp mấy năm nay rồi. Do em cũng khi đi học sinh viên thì em học 4 năm đại học ở Đại học Huế. Cho nên tính cách của con người ở Huế cũng rất là trầm lặng. Wow, Huế với Huế là gặp nhau là hợp Quảng rồi. Bình mà, Quảng Bình thì cũng trầm lặng lắm. Em nhưng làm trong một bài thơ nào nghe nó ngọt như cái giọng của em thử xem. Thì em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Anh bên cạnh hả? Dạ, em chưa biết ai thì tạm thời nói anh bên cạnh anh. Là anh là chứ ai? Dạ. Tháng 10 về nhấp mùa yêu còn bọ ngỏ, mở lòng đi em, ngày tháng cũ qua rồi. Tháng 10 này rồi em khẽ có đôi, chiều cuối tuần bình yên và rất ấm. Buổi hẹn đầu tiên thời gian trôi thật chậm, hai đứa rụt rè ngượng ngùng kể về nhau. Hẹn hò nhé anh, để những hôm sau có một người chờ một người cuối phố. Những buổi chiều thu hai đứa bước cùng nhau. Tháng 10 rồi hẹn hò nhé anh. Em nay em có đi với người thân không? Dạ để cùng cổ vũ cho tinh thần độc thân của em thì cũng có rất là nhiều người. Dạ chào mọi người. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả. Em là bạn thân cũng là đồng nghiệp của chị Hồng. Em thấy anh là một người rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Anh gây thiện cảm cho em từ lúc đầu. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh với chị Hồng mà có tiến tới tìm hiểu nhau á, thì em cũng mong là anh đàn ông bản lĩnh hay là che chở cho chị. Tại vì chị bên ngoài thì tỏ ra là rất là mạnh mẽ, độc lập. Nhưng mà ở trong thì em biết là chị rất là mỏng manh, yếu đuối. Ủa nãy giờ em nghi anh này không phải đàn ông. Nếu mà hai người mà có mối quan hệ mà xa hơn á thì anh sẽ hứa sẽ che chở giống như mà anh sẽ làm. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Rồi bây giờ cho hai bên xem mặt nhau đi để xem có phải là người đàn ông chững chạc hay không. Chào anh. Anh có món quà. Dạ. Okay. Thì anh và em gặp đây nhau ở đây cũng là cái duyên. Nhưng mà đến được với nhau hay không thì tùy ở anh và em. Còn nếu không được thì anh và em cũng là trở thành có thêm một người bạn, một người để giao lưu gặp gỡ. Rồi. Trong cô vô thân bài luôn đi cô, có đâu mở bài đâu cô. Vô thân bài đi cô, ý chính đi cô. Nếu mà mình mà tiến tới xa hơn thì em đợi khoảng bao nhiêu là em có thể lấy chồng được? Dạ, theo em quan điểm về tình cảm thì phải chân thành. Và nếu tình yêu đủ lớn thì em tiến tới hôn nhân. Rồi. Hỏi cô bạn trai thích đẻ con trai, thích con gái. Hỏi luôn đi, chứ thường đàn ông á, ở miền Trung là thích đẻ con trai, mình để hoài không được, nó kỳ lắm á. Dạ, trai gái thì nói chung ai cũng muốn có con trai nhưng thấy mà... chưa, thấy chưa, cũng muốn con trai thấy chưa. Không có nhiều ông bắt vợ đẻ hoài, đẻ khi nào ra con trai thì thôi. Dạ, nhưng giờ mình cũng hiện đại rồi, và lại mình làm việc thì giờ quy định có hai người à. Giờ muốn cũng đâu có được, muốn đẻ nhiều đâu có được. Nhất quyết phải đẻ con trai, muốn đó, trai. Đó, con trai con gái gì cũng được hết à. Chuyện con cái thì để tính sau đi anh. Không phải tính luôn giờ chứ. Người ta phải chậm mà chắc anh ơi. Buổi gặp em đầu tiên thì anh cảm nhận em như thế nào? Nói chung về ngoại hình thì em cũng ok. Nói chung ok là sao anh? Ừ. Mình dùng là tiếng sao? Việt đi anh nha, cô dạy ngữ văn. Em có mái tóc y như trong cảm nghĩ anh thích một người có mái tóc dài. Khuôn mặt em thì rất là xinh, cách nói chuyện rất hay nữa.
Cho nên anh cũng mong em là nếu mà chúng ta có một cái buổi hẹn hò riêng thì anh sẽ làm cho những cái điều mà nói chung là em cảm thấy hài lòng thôi. Là điều gì hài lòng nói thử dạ, nghe thì coi. Mình sẽ cái đó là giấu chị ở đường. Giấu chi trời dạ. Nói luôn đi không được, người ta phụ, người ta góp ý vô cho. Hẹn dạ. Nhau hồ dầu tiếng á. Dạ thì có thể là lên hồ dầu tiếng chơi. Thấy chưa? Dạ. Thế này nè, em kiếm một bài thơ về tình yêu nào, em nhìn thẳng vào mắt anh ấy đọc, sau đó em cảm nhận tình yêu thế nào và em nói một câu hết sức là lãng mạn ha. Dạ, câu dạ. Gì đó để cô đồng ý bấm nút. Dạ. Buổi gặp này mình hẹn hò nhé anh, hãy dắt em qua quãng thời gian trống trải. Hết. Ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Rồi em làm lại hai câu được không? Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Rồi. Anh sẽ hẹn em tại hồ dầu tiếng để hai chúng mình nổi tiếng yêu nhau. Chuẩn bị 3 2. Sao ngơ ngác quá vậy? Thầy cô mình nắm tay nhau được. Đúng rồi, được rồi đó, nắm đi. Phải nắm đi nhận. Nhanh chút xíu nữa. Cảm nhận như thế nào? Bạn? Dạ, được nắm tay ạ. Dạ, được nắm tay mà cảm nhận, cảm giác trong người mình như thế nào? Trái tim mình nó rúng rính, rung rinh gì chưa? Dạ, hồi hộp chị ạ. Nhẹ nhàng, anh nắm bàn tay. Nhẹ nhàng, anh thấy nó rây rây trong lòng. Ví dụ như vậy, trời ơi. Đây là chiếc vé xem phim ha. Vô đó vừa xem vừa nói chuyện, chúng ta tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Trong năm sau mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Cái gì trời? Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng không em? Nhưng mà em ơi, dạ. Em nghĩ cái điều nè. Nói ra nếu vậy như là như em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp với người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng bạn nữ bên kia và quý khán giả. Em tên là Phan Thường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng stream ở quận 7, quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em hiện tại thì đang ở với em gái của em. Rồi, Duy quản lý một cái phòng tập gym. Dạ. Người đang thùi lùi, đang thùi đầu tới chân luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và anh bên kia. Em tên là Thanh Loan. Năm nay em 24 tuổi ạ, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em làm gì? Em làm nhân viên xuất nhập khẩu ạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình vui vơ ạ. Rồi từ đó tới giờ chả quen ai. Trời đất ơi! Ủa sao vậy? Hồi đi học thì cũng có một vài bạn theo. Nhưng hồi đó cứ nghĩ là học đã, học xong rồi tính. Tới lúc học xong đi làm mà do môi trường toàn là nữ không có nam. Tối về cũng không có ra ngoài nhiều nên cũng chả quen ai. Vậy lúc rảnh rỗi em làm cái gì? Thì cũng cà phê với bạn thôi chị. Rồi buồn vậy, chưa có. Vậy là mối tình đó có gọi tính là mối tình không? Được vài tháng chắc cũng tính. Tính luôn ha. Rồi bên kia. Dạ thì trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm và đã chia tay được hơn một năm. Bây giờ em tập trung cho công việc thôi. Sâu đậm là mấy năm bạn? Chỉ khoảng 3 năm. Nhưng mà có thể là sau mối tình đó thì có một khoảng thời gian là em không muốn quen mặt khác. Bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn rưng rưng đúng không? Vẫn còn xúc động đúng không? Một chút. Một chút. Hiện tại thì đã dứt hẳn và em không còn thấy tiếc nuối nữa. Tình yêu cũ cho nó trôi qua đi. Bạn gái giới thiệu trước đi. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì tự tin, cũng dễ hòa đồng. Còn điểm yếu mà làm em tự ti chắc là hát dở. Hát hay không bằng hay hát, có gì đâu tự ti. Mình muốn tìm một bạn trai thế nào hả bạn gái? Ngoại hình thì ưa nhìn, cao trên 1m7. Về tính cách thì em nghĩ là mẫu người của gia đình đó chị. Biết chia sẻ, rồi tốt tính. Một người bạn trai sống tình cảm cũng hơi ướt át lãng mạn một chút, em thích không? Xến cũng được chị. Xến cũng được hả? Dạ. Bạn trai có lãng mạn không bạn trai? Có chị ạ. Mình hẹn hò đầu tiên đó, bạn tính tổ chức như thế nào? Em thích tới những phòng trà nhạc trịnh hoặc là những quán cà phê hay là những nhà hàng
lãng mạn và nó ít xô bồ. Thì em nghĩ là đó là một điểm cộng để đúng vào mong muốn của bạn gái bên kia là cần một bạn trai lãng mạn một chút xíu. Lãng mạn gì đâu, đi coi ca nhạc thì cũng đâu có lãng mạn, mình phải làm gì mới lãng mạn. Dạ nó sẽ có nến, có hoa và có nhạc gì ạ. Em có thế mạnh gì? Rồi. Em rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người. Em có rất là trung thủy. Và khi em đã quyết định làm cái gì đó thì em sẽ theo tới cùng. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi khó tính. Cho bạn gái nói tiếp cái là hồi nãy mới nói bạn trai mình thích cái điểm nào rồi mình không thích cái điểm nào. Không quyết đoán. Nói chung người nhu nhược đó chị. Em không thích gì ở người phụ nữ. Em không thích một người quá sensual, trang điểm đậm. Em thích một người trung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Nếu mà cưới thì em làm dâu hả anh? Mẹ em rất là dễ tính, mà ở nhà anh thì còn một cậu Út nữa, thì mẹ anh không cần em làm dâu đâu. Anh quyết định hay là mẹ anh quyết định? Dạ em quyết định ạ. Nếu mà em hạnh phúc em ở riêng hay em ở chung, bà mẹ cũng đồng ý thôi ạ. Qua kiểm chứng nãy giờ cô gái bển lo nói là anh này ảnh cảm xúc á, nghe giọng anh nói chuyện qua bức rèm á là tưởng đâu anh vừa nói vừa khóc không á. Không có giọng như vậy. Nhưng mà qua nghe để biết là có phải vậy không, hay là tao cho cái chất giọng. Dạ nó hơi rè rè một tí xíu chị. Bạn có tật xấu gì không? Đôi khi em giỡn hơi nhây một tí xíu. Bạn đồng nghiệp của em ví dụ đang buồn chẳng hạn, hay đang thất tình gì đó, thì em lại chọc cho buồn hơn. Có thể nghe hơi buồn như một tí xíu. Vậy nhưng mà nhây mày là quá nhây. Bây giờ là mình tính khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ từ 28 tới 30 là ok à. Ví dụ trong 5-6. Mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em á, thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ vậy trời. Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó, cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Là bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng với em. Nhưng mà em ơi, em nghĩ cái điều nè. Nói ra nếu vậy như là em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp cái người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á, cái gì cũng nhắc lại gì đó, đôi khi lại gây tổn thương cho người ta. Chị hỏi là cái tiêu chuẩn thì em nói như vậy thôi chứ em không có áp đặt. Em không bao giờ áp đặt ai. Bây giờ em nói cái tiêu chuẩn em là ngăn nắp. Dạ. Chứ em nói phải giống bạn gái cũ em chi. Cái câu vô thấy mất điểm rồi. Dạ. Bỏ cái quan điểm đó đi. Em đưa ra tiêu chuẩn đi, coi như là ngăn nắp. Rồi gì nữa? Biết làm việc nhà. Biết làm việc nhà. Rồi quan trọng là tôn trọng lẫn nhau. It's ok. Được thôi, đơn giản. Dạ, cả ngàn cả tỷ cô gái trên đời này đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn đó của em. Chút mở màn lên là phải xin lỗi gì cái câu anh vừa mới nói đó đi đó. Chứ tôi là tôi không có bấm nút rồi đó. Đúng không quý vị? Em đôi nghe mà em cũng hơi buồn là tránh cái chuyện đó đi ha. Dạ. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Để anh xem nè. Chào em. Cô gái rất xinh xắn. Anh Linh nói gì nha? Cho cổ vui, tại cổ nói là cổ nghe vậy cổ hơi buồn. Đúng. Anh nghe cũng buồn. Nhưng mà có lẽ rằng đây cũng là một cái khuyết điểm mà cũng là một cái ưu điểm. Anh nghĩ rằng đây là một anh chàng rất trung thủy. Dạ. Nói chung nếu mà ảnh vượt qua được cái mối tình đầu rồi á thì em chấp nhận. Chứ cái kiểu mà còn vương vấn mà đi tìm mối tình khác thì không có ổn. Thôi để chút mình nói chuyện mình sẽ cảm nhận điều đó. Dạ. Anh này thì cũng dễ thương. Cũng tự lập bản lĩnh lắm á. Bây giờ mình tham khảo thử ý kiến người thân đi, rồi mình cho hai bạn gặp nhau. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em có đi chung với lại mẹ của em. Ủa. Hai cô em gái và bạn của mẹ em. Mẹ ngồi đây nữa. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trong tường quay. Con chào cô ạ. Chào con. Cô nãy giờ có thấy sự việc diễn ra cô cũng muốn nói cái gì với con cô? Tính tình của con trai hồi từ nhỏ đến lớn thì cái tính cũng rất là thiệt tình. Đôi lúc nhiều khi nói gì ra thì nói trong cái lòng của mình. Cô nhìn thấy cô bên này thế nào cô? Chào cô. Bạn gái bên này như thế nào? Con gái thì rất xinh, rất dễ thương. Nếu được thì hai con tìm hiểu là do hai con. Dạ. Yeah. Em gái ha. Em cảm nhận anh mình nói thế nào? Dạ em con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ thì chào con. Dạ thì hồi đó giờ thì khi mà con lên thì con cũng ở chung với anh hai á. Nếu mà chị với anh hai á có duyên mà tìm hiểu với nhau á thì em đảm bảo với chị là anh hai là một người rất là biết phụ giúp. Mỗi khi mà em làm việc nhà hay gì đó thì anh hai luôn phụ giúp với em. Nhưng mà giờ chị chỉ được hết trơn, chị chỉ ngại có cái vụ là bạn gái cũ của ảnh thôi. Dạ em không biết là bữa nay ảnh cảm xúc hay sao chứ bình thường ở nhà không có nghe nhắc gì hết trơn á.
À, hôm nay em có đi chung với ai không? À, em đi chung với mẹ với lại mẹ của sếp ạ. Mẹ với mẹ của sếp? Tại vì em biết đến chương trình này á là cũng nhờ sếp, mà sếp em biết là nhờ mẹ của sếp. Ồ, mẹ với mẹ của sếp. Dạ, chào cô. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, khán giả tại trường quay. Cháu đây thì nói chung cái câu chuyện bên bạn gái thì học cũng buồn, bất mãn thiệt. Nhưng mà thử thật trong tâm thì sao thì không biết. Thì sau này nếu như mà bên em có chọn được, có quyết định thì tìm hiểu thêm để bước tới cái hôn nhân kia nó. Dạ, yeah. Rồi, cảm ơn cô. Thôi bây giờ á, màn sẽ kéo lên. Em sẽ tìm cách xóa tan những cái điều nãy giờ cô ấy hơi buồn đấy. Dạ, yeah. Kéo màn. Mời em. Chào em, anh có thấy quà xin lỗi với em về. Dạ, cảm ơn. Anh nghe được hình như quê em ở Vũng Tàu đúng không? Em ở Vũng Tàu thôi, còn quê gốc thì Hải Phòng. Trước đây anh có đi du lịch một vài nơi thì anh cũng khá có ấn tượng với những bạn mà ở biển, đặc biệt là ở Vũng Tàu, tại từ Sài Gòn đến Vũng Tàu rất là gần đúng không? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7, có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần á. Ở Vũng Tàu thì em ở gần biển không? Không, từ nhà em ra biển thì khoảng tầm 30 phút, không 45 phút ấy. Ghê vậy, xa vậy? Ở xa biển như vậy á, thì có hay ra biển chơi không em? Cũng ít lắm anh. Vô vấn đề tình yêu đi, chứ hỏi biển hoài vậy. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Đã yêu thì phải tin tưởng, với lại chung thủy. Đó là hai điều quan trọng nhất, với lại mình phải biết thông cảm nữa. Anh hiện tại đã sẵn sàng để tìm hiểu mối tình mới hay chưa? Từ vì lúc nãy nghe nói chuyện á thì em thấy anh vẫn còn bị ảnh hưởng. Chắc chắn là có rồi em ạ. Tại vì thứ nhất anh không còn níu kéo bạn gái cũ của anh thì anh mới tới đây ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai là do anh quá thẳng thắn và anh cũng không muốn giấu giếm sự thật đó. Rồi vô chuyện tình yêu đi. Em thích hẹn hò khoảng thời gian nào trong ngày? Em thì làm giờ hành chính, rảnh buổi tối. Thứ bảy chủ nhật rảnh. Thứ bảy chủ nhật thì ok, rảnh. Thì mình có thể hai ngày rồi đúng không em? Buổi trưa thì anh có thể đi ăn trưa với em. Tại vì anh có thể rảnh từ 12 giờ tới 4 giờ 30. Em làm ở Tân Bình à? Anh nghĩ chắc từ nhà anh qua đó khoảng nửa tiếng thôi. Vậy cũng đâu có xa lắm đâu. Ủa sao đường xá hoài vậy? Bây giờ 30 giây nữa nói về cảm nhận về nhau. Bề ngoài thì em rất là ổn. Và anh cũng thật sự gửi lời cảm ơn ban tiêm trạch chương trình đã tìm một bạn đúng như ý của anh. Còn em thì sao? Đối với em á, thì mới lần đầu gặp thì ngoại hình quan trọng. Nhưng tiến sâu vào mối quan hệ thì tính cách quan trọng hơn. Nếu trong tương lai em đồng ý về mối quan hệ giữa anh và em thì anh hy vọng là em cứ thẳng thắn với anh. Thì anh thấy như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ không. Thôi hết giờ rồi. Còn hỏi đường nào nữa không? Rồi đó, xong đường rồi đó, giờ bấm nút không bấm. Rồi đặt tay sau nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau để nhớ ngày gặp mặt hôm nay. Bây giờ trước mẹ của bạn gái bạn nói gì đi. Dạ cháu cảm ơn cô rất là nhiều khi cô dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà có cơ hội tìm hiểu con gái của cô thì chắc chắn là con sẽ chăm sóc cháu tốt cho cô ấy. Cảm ơn cô ạ. Câu này được nhất trong ngày đó. Không, con gái này, nói gì cái này thì tôi tin anh này rất là chung thủy. Con em nói gì với cô không? Dạ đến chương trình thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Với lại không biết nói. Cảm ơn cô sinh ra một người cho con nắm tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc nha. Đây chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường.